Đây các bạn quan sát demo về các công cụ mà chúng ta vừa mới nói. Tôi có hai cái bức ảnh, một bức ảnh là nguyên vật liệu là cái này, và một bức ảnh là hoàn thiện là từ những cái phần mà chúng ta đã có. Ở với bức ảnh bên trái chúng ta chọn lựa, sắp xếp và đưa thành cái bức ảnh phía bên phải. Thế bây giờ trước hết là chúng ta sắp xếp nó thành hai cái như thế này nhé. Đấy, môi trường làm việc song song. Bây giờ tôi sẽ xử lý tiếp như thế này. Trước hết là tôi cần một cái ảnh có kích thước giống như thế này, thì tôi sẽ vào bên cái ảnh mẫu image duplicate để tôi nhân bản nó thành một cái bản sao giống hệt. Đây, hai thằng giống hệt. Ở bản copy này thì tôi vào edit, vào fill, và tôi sẽ sổ danh sách ra, tôi chọn white màu trắng, tô hết vào. Khi không chọn gì cả thì nó sẽ coi như mặc nhiên là chọn tất và nó tô màu trắng vào đây. Và tôi có một cái ảnh có kích thước giống hệt như là cái ảnh mẫu. Bây giờ việc của tôi là sử dụng tất cả những công cụ mà tạo vùng chọn đã giới thiệu, lấy các vùng điểm ảnh từ bên phía bên phải này kéo cổ sang bên trái này để chúng ta thao tác sắp xếp lại thành một cái hình giống như hình mẫu này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Kết hợp nhé. Ví dụ như là chúng ta có mấy cách để chọn quả dưa chẳng hạn. Quả dưa thì tôi có thể là ví dụ như công cụ magnetic lasso chẳng hạn, thì tôi chỉ việc là nhấp chọn nó, sau đó thì tôi di một cách tương đối chính xác xung quanh cái thằng này và nó sẽ chọn xong cho chúng ta cái này. Đây là một cách. Đó. Cách thứ hai là chúng ta có thể là sử dụng cái measure one. Đấy, đặt cái tolerance này lớn lên một chút, kích chuột một cái gần như là tôi sẽ lấy được hết, và những cái đoạn còn lại này giữ shift kích thêm một xíu là tôi sẽ lấy được nốt những cái phần còn lại. Cách khác nữa là tôi có thể là sử dụng công cụ quick selection, di một xíu như thế này là để cho nó lấy một số các màu mang tính tổng quan, sau đó nó tự cộng tự trừ, nó tự loang ra và nó lấy toàn bộ cái phần quả dưa. Hoặc nếu mà kết hợp thì chúng ta sẽ làm như sau. Sử dụng một công cụ mắc ký bất kỳ, vẽ một vùng chọn lớn xung quanh. Như thế là chúng ta chọn cả dưa, cả nền trắng. Sau đó thì sử dụng công cụ Magic One, chúng ta nhấn phím Alt và chúng ta bấm vào cái khu vực màu trắng. Thế thì khi mà chúng ta Magic One mà chúng ta bấm vào khu vực màu trắng thì nó sẽ tạo ra vùng chọn liên quan tới cái khu vực nền trắng đó. Nhưng vì chúng ta nhấn thêm Alt cho nên là vùng chọn mới tạo ra thì sẽ tự động giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ trừ đi ở đó, và do đó nó sẽ trừ bỏ hết cái nền trắng này đi. Cách nào cũng được, và như vậy là chúng ta đã chọn được cái quả dưa. Sau khi chọn xong thì tôi sẽ làm hai cách. Một là copy ở bên này, sau đó chuyển sang bên này và paste, Ctrl+C bên này và Ctrl+V bên này để dán vào. Hoặc một cách nữa là chúng ta sẽ sử dụng công cụ move. Nếu bình thường ra tôi kéo nó ở trong một cửa sổ thì là tôi sẽ dịch cái vị trí nó trở thành một cái floating image. Tuy nhiên nếu như kéo một cách dứt khoát từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia thì nó sẽ tương ứng với lại cái thao tác là copy và nó không ảnh hưởng gì tới cái điểm ảnh gốc bên này cả. Mặc dù nó vẫn có cái vùng chọn. Như vậy là tôi đã lấy được cái chi tiết đầu tiên. Chi tiết thứ hai thì tôi sẽ Ctrl+D, tôi hủy bỏ cái vùng chọn của quả dưa đi và tôi sẽ chọn cái này. Các cách thì vừa nãy tôi đã nói rồi, và chúng ta có thể di nhanh bằng cái công cụ Quick Selection này. Sau khi lấy tôi kéo sang đây và tôi sẽ có được một cái hình này. Hoặc nếu không thích thì cũng lại lặp lại cái thao tác như vừa nãy, đó là tạo vùng chọn rộng, đúng không? Sau đó thì lấy Magic One trừ ngược đi, chúng ta sẽ lấy được cái này. Vậy thì tôi lấy được đối tượng thứ hai là cái dưa đỏ, cái củ cải đỏ, và chúng ta làm được cái lông mày. Đối tượng thứ ba đây, chúng ta nhấn cách để chuyển sang thành cái công cụ hand, dịch sang đây, Ctrl+D, hủy bỏ vùng chọn đi. Vẽ cái này thì chúng ta có thể dùng nhiều cách, nhưng mà tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái magnetic lasso đi. Vì sao? Vì chúng ta lấy cái phần đỏ ở đây, và phần đỏ ở đây thì có ở trong là đỏ, ở đây là trắng, và cái phần bên trong này cũng là tương đối trắng. Vậy thì tôi chỉ việc là lấy một cái phạm vi ở cái cạnh đỏ này thôi, còn sau đó thì di một cách tương đối, còn nó bám đâu thì kệ xác nó. Cái mà chúng ta cần lấy được phần trong này. Làm xong chuyển sang công cụ này, hoặc các bạn nhấn về chuyển và kéo thẳng sang đây. Vậy tôi có được một cái phần. Tiếp nữa thì đến cái nui. Cái nui thì cách tốt nhất là polygon lasso rồi. Trong trường hợp này các công cụ khác thì không đi được với công cụ này. Vậy thì cái này chúng ta sẽ vẽ bằng công cụ magnetic lasso cho tới khi nào mà chúng ta chọn hết được cái đối tượng cần chọn. Các công cụ khác thì không so bì được với công cụ polygon lasso trong trường hợp này, cho nên tối ưu là chúng ta dùng cái thằng này. Tuy hơi lâu một tí ở trong cái đoạn vẽ đoạn cong, nhưng mà nếu mà xét trên tổng thể thì thằng này vẫn là thằng chọn tốt nhất, vì màu sắc trong trường hợp này thì nó tương đối là kém khác biệt, độ tương phản rất là kém, màu sắc giống nhau thì nhiều, do đó thì không trông cậy vào cái độ tự động bắt của các công cụ được, mà chúng ta phải là người chủ động giải quyết cái vụ này. Bây giờ đến kiwi. Thì tôi nói thêm một cái khái niệm như thế này nữa. Đối với các cái vùng chọn mà có cái chất chữ nhật thì vẽ rất là nhanh, tại vì là nó rõ ràng, nó có cái điểm góc. Tuy nhiên là đối với cái vùng chọn hình tròn thì chúng ta lại cần phải thao tác một cách khác một tí. Đây, các bạn quan sát. Ví dụ như là tôi muốn lấy cái vùng chọn hình chữ nhật, chẳng hạn như là lấy cả cái này mà có nền nhé, thì chúng ta chỉ cần là đặt vào cái góc, sau đó thì nhấp giữ và chúng ta vẽ theo cái hình chữ nhật là xong. Cái góc nó có cho nên là vẽ rất là dễ, nhưng với một cái hình tròn tròn như thế này, góc không rõ ràng, không biết là góc ở đâu cả, thì khi mà chúng ta vẽ một lần mà chúng ta muốn sát ngay thì gần như là rất là khó. Đây, gần như là không thể, bao giờ nó cũng lệch. Thế thì bây giờ chúng ta có hai cách. Một là vẽ từ tâm, nếu như cái hình vừa phải thì chúng ta cố gắng xác định tâm, sau đó thì nhấn Alt để vẽ từ tâm ra. Và nếu mà giữ Shift nữa thì nó sẽ tròn. Đấy, đều. Thế còn một cách nữa là chúng ta vẽ, nhưng mà vừa vẽ vừa chỉnh, vừa di chuyển. Thì cách vẽ như sau, các bạn để ý nhé. Các bạn cứ vẽ đại ra một cái hình gì đã, nhưng mà đừng nhả chuột ra, vẫn giữ phím trái chuột, đồng thời các bạn nhấn phím cách, thì lúc này các bạn có thể di chuyển cái vùng này bất cứ đâu các bạn muốn, các bạn thích. Và việc này thì chúng ta sẽ di chuyển nó lên đỉnh này, sau đó thì di chuyển tiếp sang bên cạnh trái này, đến đây nhả chuột ra và kéo xuống, đảm bảo luôn là nó sẽ khớp với hình. Còn nếu mà chưa khớp hoàn toàn, các bạn thích nữa thì các bạn có thể nhấn phím cách thêm một lần nữa để các bạn di dịch thêm một chút và điều chỉnh thêm thì nó sẽ khớp được vào hình. Đấy, thì đấy là cái cách mà các bạn vừa vẽ vừa điều chỉnh vừa di chuyển vùng chọn. Và sau khi có rồi thì chúng ta sẽ kéo cổ nó sang đây, vậy là thêm được một phần. Cái vùng đen đen này cũng thế. Đấy, vẽ đại ra, sau đó thì nhấn phím cách, dịch lên dịch xuống một chút để chỉnh, sau đó nhả phím cách ra và co kéo làm sao cho nó khớp vào hình. Được rồi thì kéo cổ sang bên này, vậy chúng ta sẽ có thêm được cái mắt. Phần còn lại là gì nhỉ? Cái mũi này và cái miệng. Cái mũi thì là đây, cái quả lê thì chúng ta sẽ dùng Magic Wand, kích chuột này một cái là gần như là được luôn. Nếu tolerance này quá lớn, chúng ta giảm xuống còn độ khoảng 35 40 gì đấy thôi, và kích chuột lại một lần nữa. Đây, thì gần như là nó sẽ lấy được ngay. Giữ shift bấm thêm vào với cái phần mà còn khuyết. Sau khi lấy xong, kéo cổ sang đây, vậy là được cái mũi. Phần tiếp theo thì lấy nốt cái miệng và cái mũ. Miệng thì lấy giống như là chúng ta lấy cái hình tròn tròn kia thôi, nghĩa là vẽ đại ra này, đừng nhả chuột, nhấn phím cách đẩy lên đỉnh, đẩy sang trái, sau đó thì nhả phím cách ra và kéo xuống cho tới khi nào lấy được cái phần bên trong mà chúng ta cần. Vậy thì chúng ta kéo sang đây, vậy là tôi có cái miệng. Và việc còn lại là còn nốt cái mũ, chính là cái nấm củ. Nấm củ này thì tôi sẽ lấy nó bằng cách là kết hợp giữa vùng chọn ở bên ngoài và Magic Wand để trừ bên trong. Nhấn An trừ vào nền, thì nền trừ nhưng mà nó lại lấy cả vào trong này, tại vì là sắc vàng nó tương đối giống nhau. Vậy thì bây giờ tôi sẽ làm lại Ctrl Z, undo lại một bước, và tolerance này tôi giảm độ còn khoảng 20 15 gì đó, để xác nhận cái độ khác biệt nó thấp hơn. Đấy thì lúc này thì nó sẽ không lấy lấn vào trong nữa, và cứ từ từ như thế này chúng ta giữ an, chúng ta trừ bớt tất cả những cái phần nền vàng không mong muốn ở bên ngoài này, thì chúng ta sẽ lấy được cái phần bên trong. Lấy xong rồi chúng ta kéo sang đây. Vậy đến đây thì chúng ta đã chuẩn bị xong được nguyên vật liệu, và tôi không cần cái ảnh bên này nữa, tại vì những cái gì cần lấy tôi lấy đủ rồi. Sau đó thì lại sắp xếp lại hai cửa sổ song song với nhau để chúng ta thao tác theo mẫu. Trước hết là chúng ta thấy có mấy cái vấn đề là những cái đối tượng có đôi thì bây giờ chúng ta mới chỉ có một, ví dụ như hai mắt này, hai lông mày, hai tai, đúng không? Trước hết là nhân bản cái lông mày đã, chọn lựa và kéo nó vào cái vị trí mà chúng ta cần. Sau đó thì cách nhanh nhất là chúng ta nhấn an, chúng ta kéo cổ nó sang vị trí mới. Trong lúc kéo mà muốn cho nó thẳng hàng thì giữ shift thì nó sẽ vừa nhân bản vừa đi sang vị trí mới một cách thẳng hàng. Số lượng thì có rồi, nhưng mà chiều thì đang ngược so với bài mẫu. Do đó thì tôi sẽ vào edit, vào transform, vào flip horizontal để tôi lập theo chiều ngược lại. Và đến đây thì tôi đã có đủ được hai cái lông mày theo mong muốn. Cái đối tượng thứ hai mà cần phải nhân bản đó là cái tai. Cái tai thì thứ nhất là nó vẫn chỉ có một tai, thứ hai là nó chưa đúng chiều. Vậy thì trước hết là tôi xoay chiều đã, vào edit, vào transform, và lúc này tôi sẽ sử dụng lệnh quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ để tôi dựng đứng cái đối tượng này lên đã. Sau khi dựng đứng lên rồi thì tôi sẽ nhấn an, tôi kéo tiếp sang bên này. Trong lúc kéo thì giữ shift để đảm bảo nó thẳng hàng ngang. Và bây giờ tôi lại lặp lại lệnh cũ transform, flip horizontal để lặp theo chiều ngang, theo chiều ngược lại. Đến đây thì tôi có được hai cái tai. Con mắt thì cũng tương tự như thế. Con mắt thì gồm có hai con người ở bên trong và cái phần vàng ở ngoài. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chuột phải vào đây, chọn layer 6 là con mắt, giữ shift chọn tiếp cái phần vàng bên ngoài. Như vậy là cùng một lúc tôi sẽ di chuyển được cả hai cái layer. Nhưng đây mới chỉ là một cái mắt thôi, và để nhân bản hai mắt thì tôi cũng nhấn an và tôi kéo sang vị trí mới thì tôi nhân bản được cái mắt thứ hai. Đến đây thì về mặt tổng số thì đã có đủ, và chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, mở cái cửa sổ F7 này ra. Thì ở đây tôi sẽ bật cái này ra. Đây chính là cái cửa sổ mà chúng ta sẽ làm việc nhiều nhất ở trong cái quá trình làm việc với Photoshop. Và mỗi một layer như thế này thì nó sẽ chứa một cái đối tượng mà do chúng ta sao chép và nhân bản. Và các bạn nhìn ở đây thì các bạn cũng thấy rõ ràng là mỗi cái trong cái hình thumbnail, cái hình thu nhỏ này, chúng ta quan sát ở đây chúng ta sẽ thấy ngay được là cái layer này chứa cái gì. Và chúng ta có thể là thấy là nó có tầng thứ cao thấp khác nhau. Để mà thay đổi thì chúng ta có thể bấm chọn một layer nào đó. Một layer được chọn thì nó sẽ khác với layer khác, là nó có cái màu thay đổi như thế này. Và chúng ta có thể bấm vào, chúng ta lựa chọn và chúng ta co kéo sang vị trí mới mà chúng ta muốn. Sau đó thì chúng ta có thể là thay đổi tầng thứ để cho cái này cao hơn, cái thấp hơn. Ví dụ như bây giờ tôi muốn là giấu hai cái tai này sang xuống sau cái quả dưa cho nó đẹp hơn chẳng hạn. Tôi chọn cả hai layer, sau đó thì kéo một mạch, kéo thẳng nó xuống nằm đằng sau cái quả dưa này chẳng hạn. Ví dụ như thế này thì tôi sẽ kéo được nó xuống cái vị trí mà tôi cần. Tương tự như thế thì tôi có thể là kéo những cái hình như là mắt hoặc là những cái thứ khác. Ví dụ như là cái quả nấm này, củ nấm này chẳng hạn, tôi cũng có thể kéo nó. Kéo trực quan cũng được, hoặc là chúng ta vào cái lệnh này, layer này, lệnh orange đây thì chúng ta sẽ gửi nó xuống lớp dưới cùng là send to back, tức là shift control đóng mở ngoặc vuông thì nó sẽ chạy xuống nằm ở tầng dưới cùng so với những cái layer mà chúng ta hiện đang có. Thì nó ẩn giấu ở sau cái quả dưa đi. Và cuối cùng thì chúng ta sắp xếp, chúng ta chọn tất cả những cái đối tượng mà chúng ta cần. Ví dụ tôi dịch nhiều cái chẳng hạn, mồm này, mũi này, giữ control hoặc là shift đó, mắt này. Đấy, nhiều layer được chọn thì chúng ta sẽ chọn như thế này. Và lúc ấy thì những cái đối tượng mà được chọn thì có thể là gì nhiều như thế này. Tốt nhất là vào trong này thì các bạn làm thêm thao tác là vào view, tắt cho tôi cái lệnh snap này đi, thì chúng ta sẽ kéo theo cái ký chúng ta được một cách thoải mái hơn. Đấy. chọn riêng một cái thì chuột phải vào đối tượng đó và chúng ta bấm chọn vào layer để lấy nó. Thế đến đây thì chúng ta có vẻ là đã sắp xếp được, lựa chọn được và sắp xếp được những cái đối tượng mà chúng ta đã lấy vừa nãy ở cái ảnh mẫu và đã sắp xếp nó trở thành từng cái thằng đầu bếp trong khung giống như là cái vải mẫu. Và như thế là chúng ta đã làm quen được những khái niệm đầu tiên ở trong Photoshop, hiểu như thế nào là cách xử lý làm việc với các điểm ảnh đó, làm quen với các công cụ tạo vùng chọn, các khái niệm cơ bản vùng chọn và ứng dụng các công cụ chọn vừa rồi để lấy được những cái đối tượng chúng ta mong muốn, sau đó thì biết cách sắp xếp nó một cách đơn giản nhất ở trên cái cửa sổ layer để tạo ra được cái đối tượng như bài mẫu.